Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh em. Bữa giờ không có vô phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ Trung Quốc giới thiệu anh em coi. Đó, thì cái này là cái hạt bên Võ Lâm Truyền Kỳ Trung Quốc mà tôi chơi bữa giờ nè. Đó, chào mừng quý vị đến thăm ngôi nhà của tôi. Ha, ngôi nhà của tôi là mát đồ hết trơn rồi. Rồi, giờ hạt của tôi đang ngủ, đợi xíu nó ngủ dậy nha. Rồi, ngủ dậy rồi, chuẩn bị đi tắm ha. Rồi, tập thể dục đi, kinh công tập thể dục cái đây đó. Chào mừng quý vị đã đến thăm nhà của tôi. Thấy nhà tôi rộng đẹp không? Rồi đi tắm một cái. Rồi vô tắm một cái. Rồi vô tắm. Rồi anh em đợi xíu nha, đợi tôi tắm xong cái ra nha. Rồi. Rồi tắm xong ra. Lên như đây. Nghỉ hòa với lại anh em cái rồi đợi ơi. Rồi Võ Lâm Minh Chủ này làm sao? Rồi anh em chưa ngủ dậy, có mình tôi ở đây à. Vì thôi. Đây có cái bồn tắm, cái giường ngủ nữa. Cái này cái giường ngủ vợ chồng nè, cái giường ngủ hồi nãy là cái giường ngủ mà cho khách. Đó. Rồi ra cho gia viên, anh em coi gia viên cho coi là cái nhà tôi nó giàu cỡ nào ha. Gọi là con nhà giàu nha. Đó. Chạy người dởm thôi nha, coi nhà nè, hết sảy chưa. Nhìn hết hồn liền. Đó, thấy nhà luôn dữ dằn không? Không? Có cái vỏ này cho anh em tỉ vỏ chơi mỗi ngày nữa nè, thấy không? Mình không đầu tư rồi thôi, mình đầu tư là phải chức. Phải bỏ tiền ra đầu tư hết luôn. Đó, đó nó chứ nó giờ vẫn chơi thôi. Thì mở ra tính quay cái bí kíp của Thiên Nhẫn cho anh em. Tại vì có... Thì thường thường mình làm cái này mình làm cho anh em thôi, nhưng mà có một bạn nữ các bạn nói là anh ơi anh làm cái mà nói về của Thiên Nhẫn đi, tôi mê gái lắm đó, con gái này gái đẹp nữa, gái đẹp kêu tôi làm liền à, mà vô đây bạn bỡ ngỡ quá đi, có nhiều cái mới quá đi à, cho nên muốn giới thiệu cho anh em biết, với lại sắp tới là không biết nó có về Việt Nam hay không nha. Cái này là cái event của người ta đó, cái hoạt động event tổ chức mà Tết Nguyên Đán của người ta chứ không phải nhà tôi đâu. Đó thì có hai con NPC này nè, nó tới nó thăm cái gì chứ không biết nữa. Cái này là nhà của nó với nhà của tôi, vẫn chơi anh em cái ơi. Rồi, khi mà anh em chắc event này á thì nó cho mỗi đứa một bộ ngoại trang. Đó, ngoại trang. Bộ ngoại trang này nhìn con trai nhìn nó gay lắm. Nó giống con trai nữa. Rồi tháo ra. Tháo ra bình thường thôi, bộ ngoại trang mặc cho đẹp vậy thôi. Rồi nó thay ra thêm cái vụ ngoại trang ngựa nữa. Rồi. Nó cập nhật cái vụ giao diện mới hả? Nhìn bóng bẩy không? Nhìn cứ như gay vậy đó. Nó sẽ tha, nó cập nhật được giao diện luôn. Nè, cho anh em coi top lực chiến bên đây nha. Coi người ta cao lực chiến mức nhiêu. Lực chiến người ta lăn tới hàng số 7 rồi. Và gần lăn thứ 8 luôn rồi nha. Đó, bên đây nó cập nhật chân nguyên của nó là chân nguyên cấp 6 rồi. Lục hạp. Lục hạp chi linh. Tự nhiên về Việt Nam còn mất 3 chữ chi còn lục hạp linh. Đó, về Việt Nam tôi như mất chữ chi còn chữ linh, thấy hư linh tam tài linh gì nghe nó không có hay. Rồi cái này là con ngựa mới bơ gì à, chi phòng hồ loài báo nè. Đó thì cũng là cái làm cái clip này rồi có mà ít người coi quá chắc không quan tâm mấy, thôi tắt ở trên nha, ai chưa coi coi giùm cái link review cái coi. Rồi con ngựa ha, cái này là cái bộ đồ nè, nó cái bộ đồ của Thúy Yên nè, bây giờ mình đi vòng vòng nhiều phái cho anh em coi ha. Rồi cái cách nhận bộ đồ này tôi sẽ chỉ anh em cách nhận sau. Rồi nó mấy cái hoạt động kia sau à, nó hoạt động game trước đi. Thì tính nói gì ta, nhiều cái nói quá chứ không biết bắt đầu từ đâu luôn. Rồi thì có cái con hôm nay mấy tay, hôm nay 4 tay ngày mai 5 tay, nó sẽ mới ra cái con tuần lộc này. Bây giờ nó ra con lừa thôi, tiểu la nè, con tiểu la này trước. Thì nãy năn nỉ cho dữ lắm ông kia mới chịu lên ngựa. Cái này là cái đồ ngoại trang đeo vô nha, có hạn sử dụng là 30 ngày nhở. Cái này trong vòng 30 ngày mất chứ không có được sử dụng luôn à. Còn cái gương này là cái gương đồ gia viên nè, đó mở ra được, nói chung được 6 món cấp 4 á, 6 món bậc 4 á đó, muốn mở sao mở à. Còn cái gương đá hồn này đó là được 100 những viên đá này, thích viên nào mở viên đó mà không có viên dương anh cho nên là khỏi lợi dụng nó. Nó cũng khôn lắm, nó cho mấy cái viên gọi là tầm nói chung không biết nó hiếm đó. Rồi
Rồi nãy giờ cho anh em coi nè. Năn nỉ ổng lắm luôn, ổng mới lên con ngựa cho mình coi một cái nè. Đó. Đó thấy con ngựa độc ở dưới đó không đó. Đó thì nó có ngoại trang đó, con la đó. Nhìn nó không được đẹp. Xong nó chạy ra mất tiêu luôn. Lên ngựa xong muốn đi luôn. Mấy anh cha nội này cũng khắc chịch lắm. Rồi mình vô lại ha. Rồi cái đó là cái ngoại trang mới. Đó, cái giao diện ngoại trang của người ta là có thêm ngoại trang ngựa nữa. Bữa giờ cứ tưởng cái con đó nó yếu làm sao, nhưng mà đã biết cái ngoại trang nó cộng thêm không, hay là chỉ là đeo lên cho đẹp vậy thôi. Chắc đeo lên cho đẹp mà chứ không có cộng thêm. Rồi này là ngựa của người ta nè, đeo ngoại trang lên là cái đeo được con tiểu la nè. Này đeo ngoại trang lên, mặc mặc lên người nè. Còn cái ở giữa nha, cái ô ở dưới cái con thi đang đứng, cái ô ở giữa mà trống là cái ngoại trang vũ khí. Rồi qua đây coi là cho coi có anh ông nào ông đeo ngoại trang vũ khí. Còn cái này là Lục Hạ Kim Linh, là cái này là ở cấp 110, bởi bên mình chưa ra giới hạn server lên 110. Lực chiến nhiêu? 180k hả? Trời đất ơi. Đó, giờ giờ mày coi từng phái đi, mình coi từng phái coi 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 cái ngoại trang nó đẹp không. Rồi cái này ngoại trang kìa, trời ơi, mặc quần bộ hoàng kim luôn. Như Thiên Dương nhìn nó không có được men, nó gay quá hay sao không ai mang. Rồi cái này là cái bộ bình thường mà. Như Thiên Dương bang không có ai mang. Rồi tới ông cấp 5 luôn rồi còn không có mang cái ngoại trang đó. Đây, ngoại trang Thiên Dương. Nhìn cứ như hát tuồng vậy á. Quái thiệt. Mà cũng được, cũng men men giống đây. Rồi này là ngoại trang của Thiên Dương ha. Nhìn cũng được men chốt. Rồi ngoại trang Nga Mi. Nga Mi khỏi nói rồi, mặc bộ nào cũng dễ thương hết. Trời đẹp quá gì. Trời ơi. Mốt ạc Nga Mi tôi cũng được cái hoàng kim như vậy luôn. Đẹp ha, cái màu vàng đẹp ghê luôn. Rồi khỏi nói luôn đi, không có tiền mà đu theo người ta đâu. Trời ơi. Kiếm cái bộ ngoại trang của ông này. Cái bộ hoàng kim này không đẹp bằng cái bộ ngoại. Bộ hoàng kim nãy bóng bảy nhìn đẹp hơn. Đây, cái là cái bộ của Nga Mi đây. Nhìn cũng đẹp chứ không phải là xấu. Coi coi có soi xịp được không. Mặc vậy là cái nào cũng lộ hàng chắc luôn rồi đó. Bài kinh công xíu chiếu là thấy đó. Rồi không có thấy được xịp của em rồi. Rồi này có Nga Mi nè. Bộ này của Đào Hoa. Đào Hoa chắc coi được xịp á. Hơi kỳ cục quá không. Nhưng mà thôi anh em thông cảm đi. Trời ơi không ai mặc cái dây. Bộ đồ của đồ Đào Hoa nè. Rồi mặc quần sọt rồi, không có soi xịp được rồi. Đó là bộ của Đào Hoa. Qua tới bộ của Tiêu Dao. Tiêu Dao nhìn được một chút mà nó cũng gay lắm chứ, nó không có, không nói chung không có bộ nào men hết đó. Mà bộ này đẹp ha, mà không phải cái bộ mình đang giới thiệu. Đây đó, bộ của Tiêu Dao này nhìn nó ốm nhom. Xài vũ khí mà vũ khí bậc 10 hàng gì chưa thấy qua cái cây thương này. Ý nó đi ngoại trang mà. Chưa thấy qua cây thương này, chắc nó đổi màu nhìn không ra đó. Cái này là của Thiên Dương, cái của Đào Hoa nè. Nhìn ốm nhơ mà không đẹp trai giúp tí nào quá. Vỏ đen rồi, vỏ đen khỏi nói luôn, tôi đang mặc đó. Rồi cứ câu cho anh em cho. Đó, ngoại của ngoại vỏ đen nè. Nhìn nó cũng như cái mấy thằng gay. Thiên Dương, Thiên Nhẫn, hoặc Thiên Nhẫn là được á, Thiên Nhẫn ai cũng muốn coi nè. Nhiều khi mình buồn buồn mình chơi game này mình làm gì làm nhắm Thiên Nhẫn rồi coi có soi được gì không. Rồi không soi được gì luôn nè, đây là ngoại trang của Thiên Nhẫn. Để cái đuôi tóc ngộ quá à. Đó, đồ của Thiên Nhẫn nè. Rồi xong qua của Thiếu Lâm chắc ở trần tiếp rồi. Bộ này bộ một mùa đông. Trời ơi. Thiếu Lâm rồi, nó không ở trần. Nhưng mà nhìn nó cũng gay lắm. Đợi cái nón này nhìn nè. Để mấy cái kẹo kẹo mút lên đầu chi cha nội không biết. Rồi cái này bộ ngoại trang của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm xong rồi tới Thúy Yên rồi khỏi nói rồi. Đó không nhìn Thúy Yên cứ nãy giờ thấy Thúy Yên là đẹp mà. Nhìn cái này kinh công bay chắc lòi xịp á. Rồi
Thiên ha. Chầu con bát nó đã ghê không? Cái này tôi cũng làm clip rồi đó, anh em nào chưa coi lên chỉnh coi ha. Bây giờ trả hình Đường Môn. Đường Môn có bộ ngoại trang đẹp lắm này, bộ ngoại trang này nè. Bữa nó nói ra mấy cái bộ ngoại trang mới á, bộ ngoại trang dễ gì đó. Phải không? Mà tôi cái cạc của tôi chuyển từ Đường Môn qua Ngũ Độc rồi cho nên là tôi cũng. Trời ơi mặc đồ quái gì. Trời ơi như con gái coi kìa. Thôi kệ, nó này không phải là cái bộ ngoại trang tôi đang muốn giới thiệu cho anh em. Đây bộ ngoại trang của Đường Môn đây. Trời đất ơi nhìn nó cơ. Nói chung đỡ hơn mấy ông kia cũng xăm hình mà ốm nhơm còn xăm hình. Chán đời. Đây bộ của Côn Lôn. Mấy cái kiếm của Côn Lôn vậy sao đẹp kỹ sợ luôn á. Đây bộ của Côn Lôn đây. Nhìn không có cái gì gọi là hấp dẫn của phụ nữ trên bộ đồ của Côn Lôn vậy á. Con gái để tóc ngắn mới đi người chứ. Được cái mặt gương mặt bả góc cạnh thôi chứ không có góc cạnh nó chắc thua. Rồi có dòng một không? Không có dòng một luôn. Rồi kêu qua cái tới cái bàn. Cái bàn thì khá là nhiều người chơi rồi. Đây bộ đồ của cái bàn này. Có cái bàn này nhìn là đẹp à. Đó không? Có đồ cái bàn nhìn là đẹp mà nhưng mà nó vẫn mang giúp Lào. Đó bộ quay trẻ cái bàn. Ngủ độc và chắc cũng được rồi. Nhưng mà hình như có một cái sự ưu ái gì cho mấy cái phái mới á ha, đúng không? Coi bé nó coi. Trời đất ơi, lực chiến như vậy còn cái ai quýnh lại nữa. Đó, bộ đồ à của Ngũ Độc. Ngũ Độc với Thúy Yên thì nhìn mặc đồ nó tự tự nhau ha. Mà chẳng qua Thúy Yên nó cao hơn Ngũ Độc một xíu thôi. Đó, nó vẫn bấm tóc nè. Ngũ Độc nó vẫn bấm tóc. Rồi, cái đó là cái giới thiệu cho anh em biết về ngoại trang. Còn về vũ khí đồ nữa. Có cái vũ ngoại trang vũ khí nữa. Ngoại trang vũ khí mới nha anh em. Thường những ngoại trang vũ khí nghe tục quá phải không. Đó đây. Và mấy cái vũ khí mà đeo vô chơi. Ngoại trang thôi chứ không phải là ngoại trang thôi chứ nó không có tác dụng gì đó mà đeo chơi vui thôi nè. Cái này là của cái gì nè, cái này của Côn Lôn nè, Thiếu Lâm nè, Đường Môn nè. Đường Môn là cái vỏ bông với lại cây. Đường Môn Thiếu Lâm là mang cầm cái cây cành đào. Rồi Côn Lôn thì hai cũng là cành đào luôn mà được lên hai cây. Hai cành đào nó khác nhau rồi, cái này mới hình như không phải qua đào đâu rồi. Không phải này cái chữ này không biết, để từ từ loại trừ ra đi. Rồi Côn Lôn nè, cái này của vũ khí của Thiếu Lâm nè, Đường Môn nè, Đào Hoa nè. Đào Hoa có cái con búp bê cầu mưa dễ thương ghê không. Rồi Thiên Nhẫn nè, Thiên Nhẫn cầm hai cái cây chào bà. Có con Thiên Dương này mắc cười nhất, cầm cái cây mà xỉa hai cái trái dưa hấu. Cái này là của con Thiên Dương nè. Ngũ Độc nè, Ngũ Độc và cầm cây trúc rồi là cái bông này, bông hình như bông lan vậy. Rồi coi chữ cái này là vỏ đen. Đây vỏ đen này cầm cái cây quýt, cành quýt. Cái này là tiêu dao, tiêu dao, tiêu dao. Xong rồi tới cái bang nè, cái bang có cái con búp bê luôn. Ủa sao tới 12 phái vậy ta? Đây là Thúy Yên, nhìn là cây dù bà biết của Thúy Yên này. Vậy thiếu phái nào ta? Thiếu Lâm, Đường Môn, đồ. Thiếu phái nào ta? Có cái chữ đó mình không biết đọc. Hay mình lên mạng mình coi ta. Lên mạng coi coi. Thôi khỏi coi top, coi bản môn phái có, cần gì lên mạng coi với cực gì. À Nga Mi, trời ơi. Khổ ghê tự nhiên quên chữ Nga Mi. Tôi biết chữ Nga Mi nha chứ không phải không biết nha, là gì tôi quên. Rồi coi cái kiểu Nga Mi coi. Không cho coi nữa hả, hết hồn. À của Nga Mi. Nga Mi được nguyên cái cành bông luôn. Rồi Nga Mi nói lại một lần nữa cho hoàn chỉnh này của Nga Mi nè. Của Côn Lôn, này của Thiếu Lâm, này của Đường Môn, Đào Hoa, Thiên Nhẫn này, Thiên Dương, Ngũ Độc nè, đó, Võ Đen nè, Tiêu Dao nè, Cái Bang nè, Thúy Yên. Đó, cái này là cái ngoại trang vũ khí. Và chưa bữa giờ chưa thấy ai mang hết á, rồi là chấp để đọc cái con ngày 6 tháng 2.
6 tháng 2 qua rồi mà sao vẫn chưa ai mang vậy? À tốn tiền mua. Tốn tiền mua chứ đâu phải ai muốn mang mà mang đâu. Hèn chi không ai mang hết. Rồi để tôi mang vô coi thử coi. Thiệt là hơi xin lỗi anh em, tôi cười hơi nhiều nhưng mà nhìn nó mắc cười á, chịu không nổi luôn anh em thấy không? Cầm cái kiếm. Rồi màu này đẹp nè. Đó. Rồi chắc Tiêu Dao cầm cái cây chổi nhìn vui ác nữa nè. Rồi. Cái đó là cái cập nhật của nó. Để coi còn cập nhật gì mới không? Để coi còn cập nhật gì mới không? Còn cái nhiệm vụ này phải cái nhiệm vụ mà làm gia viên là phải có hai người trở lên nha. Phải có hai ạc mới làm cái nhiệm vụ đó được. Nhờ tôi chơi có mình tôi bên server này à. Kiếm một thằng trai Việt Nam cũng hơi cực nữa, bởi vì có mình tôi à. Rồi bởi vì tôi chơi là không được, nó giờ lại có thêm cái này nè. Đó khi mà anh em được đạt được điểm á thì mình sẽ được cái này là cái bình đựng nguyên khí. Đó, bình nguyên khí này đựng ra mở ra được 1000 điểm nguyên khí nè. Và cái bình tím á, bình chung mở ra được 3000 điểm nè, cái bình cao, bình đại mở ra được 10000. À, mà mình phải được cái bạch kim mình mới được. Đó, bình thường thì mình không được. Đó, cái là cái cập nhật mới nữa. Để coi còn cái gì mới không. Thôi, hình như hết rồi. Rồi à, tôi quay trở lại anh em. Tại vì nãy tắt clip rồi nhưng mà chưa có chào anh em. Với lại chưa có hướng dẫn anh em cái cách mà nhận cái ngoại trang này ở đâu. Thì tôi cũng hy vọng sắp tới là Việt Nam nó cho mình cái vụ này đi. Nó cho mình cái ngoại trang đó đi, chứ đừng quát nạp tiền nữa. Trời, cái gì cũng mua bằng tiền hết, chịu gì nổi. Đúng không? Mà nạp tiền nhiều rồi mấy ông lại dùng bắt mắt, dùng hậu bắt tôi nữa, mất công. Rồi. À, vụ bạc này đi. Vụ bạc này chơi. Chủ yếu là mình hướng dẫn, mình lấy chỉ anh em cách mà lấy bộ đồ thôi. Đó, cái ông biết cái phim gì ở bên đó nè. Đó, bởi vì nó cứ gần gần gộ gộ vậy đó. Lên cấp luôn, lên cấp 60 luôn. Nè, đó. Thì khi mà đăng nhập vô á, nó sẽ cho mình cái hộp này đó, mở ra cái bộ ngoại trang. Đó, mở ra được bộ ngoại trang đó, mặc vô. Đơn giản thôi. Mặc luôn. Đó, mặc một cái lên liền, đó. Nhìn cu te phủ máy que liền. Nhưng mà cái bộ ngoại trang này á, nó có hạn ngày nha. Hạn sử dụng của bộ ngoại trang này là chả hết chịu mới thấy 3 ngày. Mặc dù nó cho mình đồ mình thiệt nhưng mà nó chỉ cho mình 3 ngày thôi đó. Cái chữ ở trên anh em thấy không đó. Ở trên là nó chỉ cho mình mặc 3 ngày chơi thôi đó. Mang tiếng ngược cho ngoại trang mà thật ra vẫn tính tiền. Ý, vẫn tính thời gian, còn cái ngoại trang mua bằng tiền mới vĩnh viễn. Rồi còn ngủ độc chạy. Chị bung nổi với mấy bộ đồ ngoại trang này luôn. Đó, bộ thi với bộ ngủ độc y chang nè ha. Hơi gì khác nhau, đứa lùn đứa cao thôi. Đứa mang guốc, đứa mang dép thôi. Rồi chạy tung tăng rồi, trời đất ơi. Bé lon ton dễ thương ghê. Nhảy một cái anh em tôi coi xịp coi. Còn quên nó mặc quần ngắn. Trời ơi, mặc quần với anh em coi xịp gì nữa. Đúng không? Thôi mà coi kệ. Rồi clip cập nhật cái này và cập nhật những tính năng mới của bên Trung Quốc cho anh em biết, để anh em chuẩn bị tinh thần cho kỳ event sắp tới là cái này là chấm dứt rồi. Hy vọng là bên Việt Nam sắp tới nó cũng ra cái này sớm sớm đi cho anh em vui, chứ bữa giờ đồ gia viên tốn tiền anh em dữ quá. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh em nha.